chào mừng bạn đến với tiểu bang Wisconsin, chuyên sản xuất và cung cấp sữa của nước Mỹ. Nằm ở trung tâm của Hoa Kỳ, ở khu vực được gọi là miền Trung Tây, Wisconsin giáp với hai hồ lớn và sông Mississippi về phía Tây. Wisconsin là nơi có hơn 70.000 trang trại. Khoảng 10.000 trong số đó là trang trại sản xuất bơ sữa. 90% trong số đó là trang trại sản xuất sữa tươi có chất lượng cao, thường sử dụng để sản xuất phô mát nổi tiếng của Wisconsin. Wisconsin là tiểu bang duy nhất cung cấp chương trình đào tạo đẳng cấp cho các chuyên gia sản xuất một số loại phô mát tốt nhất trên thế giới. Không ngạc nhiên khi các lễ hội phô mát thế giới đều được tổ chức tại Wisconsin mỗi năm. Trong khi 99% các trang trại sản xuất bơ sữa ở Wisconsin vẫn thuộc sở hữu gia đình, thì công nghệ đã thay đổi nhất định cách họ sản xuất, giúp quá trình sản xuất hiệu quả hơn và năng suất, đồng thời cải thiện chất lượng. Công nghệ cũng đã giúp các nhà máy ở Wisconsin biến nước sữa, từng được coi là một sản phẩm thải khi sản xuất phô mát, một thành phần của thực phẩm có giá trị cao và có thể xuất khẩu. Wisconsin là nơi có cộng đồng trí thức đang phát triển mạnh. Gần 1 tỷ đô la Mỹ của các quỹ nghiên cứu liên bang đã được đầu tư vào Đại học Wisconsin Madison, giúp Đại học Wisconsin Madison trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu lớn nhất trong cả nước. Nghiên cứu được liên bang tài trợ được thực hiện trong khuôn viên trường, từ kỹ thuật đến sản xuất nông nghiệp đến thuốc. Nghiên cứu nông nghiệp được tiến hành tại các khuôn viên trường đại học của Wisconsin, tiếp tục hình thành công nghệ của tương lai. Wisconsin cũng là nơi có 4 trong số 6 công ty sản xuất bơ sữa lớn của cả nước. Công việc thực hiện trong các phòng thí nghiệm này làm cho Wisconsin trở thành nơi xuất khẩu hàng đầu về di truyền học gia súc. Wisconsin phát triển hàng triệu mẫu ngô để lấy hạt và thức ăn ủ chua cho gia súc của chúng tôi, cùng với ngô ngọt phục vụ các bữa ăn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều ngô có thể được sử dụng để sản xuất ethanol hiệu quả về mặt nhiên liệu. Ngoài ngô, các điều kiện ở đây thích hợp để trồng đậu nành, lúa mì, lúa mạch, rau. Wisconsin khác biệt ở chỗ là nơi sản xuất Nam Việt Quốc số 1 của quốc gia. Tiểu bang này cũng là một trong những nơi sản xuất hàng đầu một loạt các loại cây trồng khác như nhân sâm, đậu xanh và đậu Hà Lan. Wisconsin không chỉ sản xuất đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, tiểu bang của chúng tôi còn là nơi các công ty tự hào về sản xuất thứ gì đó có giá trị từ các sản phẩm đó. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức sản xuất phô mát của mình cho Wisconsin, những người định cư đầu tiên cũng cung cấp công thức sản xuất xúc xích chất lượng và các sản phẩm thịt khác. Không phải tất cả mọi thứ được sản xuất tại Wisconsin đều có nguồn gốc từ trang trại. Một trong những sản phẩm xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu của quốc gia là da lông thú chất lượng, đáng chú ý nhất là lông chồn và lông cáo. Wisconsin có đến 16 triệu mẫu đất trồng cây rừng được quản lý cẩn thận và có thể cung cấp các sản phẩm từ gỗ đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu tại Hoa Kỳ cũng như xuất khẩu ra nước ngoài. Với các sản phẩm tại hơn 145 thị trường toàn cầu, các công ty đánh giá cao hướng dẫn, dịch vụ và tài nguyên được cung cấp bởi nhóm thương mại quốc tế Wisconsin. Wisconsin là nơi cung cấp sữa hàng đầu của nước Mỹ. Không những thế, chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm khác nữa. Wisconsin là nơi để bạn kinh doanh.